quyền phim Full Hạ Tầng tại Việt Nam thuộc công ty truyền thông Hỏa Thủ. Tập 5. À, nhìn ngon quá chừng luôn. Thơm trời quá. Trời chế. Sau khi góp tất cả số tiền lẻ có được, cũng chỉ mua được một hộp này thôi à. Nhưng mà chúng ta để dành cái này cho Gina ăn đi ha. Biết rồi mà, chế chỉ coi có phải của Gina không thôi, kiểm tra chút thôi, gì đâu. Ê, có mua gì cho chế không? Đây, tụi em có mua được cái này nè chế ơi. Có sa tế nữa. Với lại còn có trứng luộc. Để coi có ngon không vậy. Ngon lắm. Mọi người ăn đi mọi người ơi. Về rồi kìa. Ăn đi. Ê, qua đây. Nè, ngồi xuống ăn chung. Chạy lên. Chào mọi người nè. Tôi với Phiết mới ra ngoài mua được chút đồ ăn về đây. Ngoan đi, tôi có mua chút đồ nướng. Mình no rồi mà. Mọi người ăn đi. Ôi, no ăn gì? Ăn chung đi. Thôi chưa no đâu, ăn đi, ăn nữa đi. Ha? Thôi nè, ăn đi, ngon ăn lắm à. Nhà, ăn chung với mọi người nè, ăn đi. Ê, nè, ăn đi, để lấy cánh vậy? Gà ra. Ăn chung cho vui. Ăn đi. Nè, ôm à. Ngủ chung với nhau như vậy cũng thích thiệt, ấm áp ghê á. Nè ôm à, con buồn ngủ thì vào nghỉ ngơi đi con, để mẹ và lúc cớp coi chừng Gina được rồi. Con không có sao đâu, con lo cho chị Gina thôi. Ôm à, hôm nay em đã có một ngày dài rồi. Với lại bây giờ Gina đã ngủ, cho nên ôm hãy ngủ đi để ngày mai còn có sức nữa. Đi ngủ đi con. Dạ được rồi. Vậy thì mọi người coi chừng chị giùm em nha. Được rồi. Nè, lúc cốp. Dạ. Hát ru cho mẹ được không? Gì? Nè, còn phải canh Gina nữa hả? Mẹ đi ngủ, không ai biết đâu. Thôi được rồi, mẹ muốn nghe thì con ru thôi. Gió mùa thu, mẹ ru mà con ngủ. Năm canh dài, năm canh dài, thức đủ vừa năm ai chàng là chàng ơi. Thank you.
tim em đã chạm đến nỗi đau. Thời gian còn lại cũng không còn bao lâu, chỉ còn đêm nay thôi, mai chúng ta phải xa nhau rồi, xa mãi xa, không gặp lại. Em chỉ muốn ngắm nhìn người lâu thật lâu. Em muốn dựa vào người và ghi nhớ mọi thứ. Em muốn lưu giữ mọi khoảnh khắc trước khi chúng ta nói chia tay, dành trọn cả đêm nay bên nhau. Em trân trọng khoảng thời gian tươi đẹp chúng ta đã có, để em được đông đầy khi thiếu vắng người. Em trân quý tình yêu của chúng ta, và đêm cuối hôm nay để tim em thôi đau khi lìa xa. Từ sau hôm nay, dù tháng hay năm, bất kể bên nhau bao nhiêu đêm, cũng chỉ còn lại mình em. Em chỉ xin một đêm thôi, rồi sẽ chôn chặt trong tim mình, vì đêm nay sẽ là đêm cuối của chúng ta. Người chuyển giới cũng như một loại hoa lạ, lung lay trong gió nhưng không gục ngã. Thế gian nhìn vào sẽ thấy họ thật khác thường. Chỉ muốn ngắt bông hoa đó, nhưng làm sao họ có thể biết được những bí mật chúng tôi sẽ không gục ngã. Mấy đứa ngủ hết rồi hả? Không dành ngủ thấy ngon quá ha. Dạ. Cô sao rồi? À, tôi không sao. Vậy còn anh thì sao? Có ngủ được miếng nào hay không? Thì cô cũng thấy rồi đó. Chị gái của cô sao rồi? Chị ấy vẫn còn đang ngủ say, chắc là kiệt sức rồi. Ủa, ai đã mang thuốc của bác vô đây vậy ta? Đây là gì vậy bác? Thuốc đau đầu bác phải mua hôm qua mà không hiểu sao hôm nay đã hết rồi. Hôm qua China nó có hỏi thuốc của bác, nó nói sao mà nhức đầu quá. China, có chuyện gì vậy con? Con muốn hỏi bác, bác có thuốc nhức đầu hay không á, mà China bị nhức đầu.
Hình như là bác để ở trong xe đó. Để bác ra lấy cho con nghe. Chờ tí xíu đi. Bác không cần đi lấy đâu. Dạ, để China tự đi lấy được rồi. Chị China. Chị China. Chị China, chị tỉnh lại đi. Chị China, chị mau tỉnh lại đi. Chị China. Chị China, chị tỉnh lại đi. Chị China. Chị China, chị tỉnh lại đi. China ơi. Chị China, chị quay về với em đi mà. Chị China, em xin chị quay về với em đi, chị đừng bỏ em. Tại sao chị lại bỏ em chứ? Chị ơi, chị quay về đi. Chị China, em cầu xin chị mà. Chị ơi, chị quay về đi. Chị China, em cầu xin chị mà. Sao con làm vậy hả China? Chị Na, chị quay về. Chị Na, đừng bỏ em chị ơi. Chị Na, sao vậy? Chị Na, chị Na, chị Na, chị Na ơi, chị Na, chị Na, sao vậy? Chị đừng bỏ em chị, chị đừng bỏ em. Chị ơi, chị ơi, chị ơi, chị ơi, chị ơi, đừng bỏ em chị ơi. Cả bầu trời tối sầm lại. Trái tim tôi nhìn vào đâu cũng thấy lạnh giá. Tôi không thể nhìn thấy con đường phía trước, nhưng tôi vẫn phải bước đi và đối mặt. Mọi thứ đều tối đen như vậy. Trước mặt tôi là một ngọn núi vĩ đại. Muốn vượt qua, tôi phải trèo lên, xuyên qua những cơn bão lớn, đi về phía chân trời. Dù con đường có dài vô tận và có bao nhiêu trở ngại, con tim lẻ loi vẫn luôn cố gắng và không bao giờ đầu hàng. Chỉ cần con tim này còn chiến đấu với hy vọng tỏa sáng trên bầu trời, chỉ cần dũng cảm đương đầu, rồi một ngày cũng sẽ thành công. Em Phân, buổi diễn tuyệt vời quá đi. Tất nhiên rồi chị. Nè. Dạ. Chị Phân ơi, chị Phân ơi, chị Phân. Có tin động trời động đất đi nè. Con nhỏ Bem Bem bị đuổi khỏi gánh hát hay gì vậy bà? Không phải nghe. Thiệt chứ. Nè, rốt cuộc có não hay không vậy? Không phải là chuyện về Bem Bem đâu. Tin động trời hơn nữa. Chị Na. À, chờ chút. Dạ. Ở đâu coi coi.
Cuộc đời quá nghiệt ngã, ca sĩ chuyển giới, uống thuốc tự sát qua đời trong phòng. Tin đúng không đó? Em đã kiểm tra tất cả các trang mạng rồi, Bem Bem và mọi người bây giờ đang khóc quá trời quá đất luôn. Ai đăng vậy? Chắc là không phải tin ở hiện trường đâu. Có khi nghe được ở trên mạng, rồi sau đó mới viết bài á. Lo cho Phu, cô có mối quan hệ rộng, mau nói họ chỉnh sửa tiêu đề ngay đi. Không được dùng từ ngữ theo kiểu công kích này, nếu không tôi không bỏ qua đâu. Dạ được, em sẽ làm liền đây chị Phơn ơi. Alo Anna, chị Phơn không có đồng tình để kiểu đó đâu nghe. Dạ xin chào. Chào em. Xin chào. Ôm à, chị buồn cùng em nha. Tôi đóng khung giùm cô rồi nè. Cảm ơn anh nha. Đây nè. Cô cần phải mạnh mẽ lên. Cảm ơn anh. Vậy là bây giờ anh trở về Bangkok hay sao? Để tôi trả tiền taxi cho anh nha. Chuyện đó không cần cô lo đâu, tôi tự lo được mà. Cô cố lên nha. Dạ. Batanon China Pupong. Con cảm ơn cô. Xin cảm ơn mọi người. Anh chị em với tụi em nha. Đi ha. Có ai thấy Bem Bem đâu không? Không có thấy đâu hết á. Từ lúc sư thầy tới đã không thấy Bem Bem ở đâu rồi. Hay là buồn quá nên nó lên trên phòng. Để chị đi coi thử cho. Nè, China hả? Viết bài này từ tận đáy lòng của mình đó nghe. China tin là bất cứ ai nghe được bài hát này, dù có mệt tới đâu hay là đang chịu đựng bao nhiêu, chúng ta cũng sẽ ở bên nhau và cùng nhau để chiến đấu nghe. Em quá xinh đẹp. Em quá xinh đẹp. Ừ.
quá xinh đẹp. Em quá xinh đẹp, tỏa sáng như ánh sao trong mọi khoảnh khắc. Em quá xinh đẹp, duyên dáng yêu kiều, ngay trên thế gian không gì hơn ai. Quý cô xinh đẹp, quý cô xinh đẹp, mọi khoảnh khắc đều luôn tỏa sáng. Quý cô xinh đẹp, xinh tươi như hoa, trên thế giới này không ai sánh bằng. Chúng tôi cần sự thấu hiểu và sẽ dâng hiến mọi thứ. Anh chỉ tới khi buồn và sau đó lại đẩy chúng tôi đi. Đúng như vậy, đúng như vậy, là vậy đó. Đây chính là cuộc đời của chúng tôi. Không ai được chọn cách mình sinh ra. Xin đừng coi thường người khác. Chúng tôi có vẻ ngoài như vậy chẳng qua là do hormone mà thôi. Chúng tôi là người chuyển giới, không phải con ếch xấu xí hay loài vật nào. Tuy có mông to và đôi chân lông lá, nhưng lên sàn nhảy cũng đẹp như ai. Đúng như vậy, đúng như vậy, là vậy đó. Đây chính là cuộc đời của chúng tôi. Chị Gina, em vẫn luôn luôn khẳng định là em rất tự hào khi được làm em của chị Gina. Chị Gina đừng lo cho em nhé, em sẽ tự chăm sóc bản thân. Em vẫn còn mọi người ở bên cạnh chăm lo cho em mà. Từ bây giờ em sẽ không yếu đuối nữa và sẽ không hèn nhát nữa đâu chị. Em nhất định sẽ chiến đấu và đem lại vinh quang. Gina ơi, con gái ngoan của mẹ, vậy là thế giới không xứng đáng với con rồi. Ở trên đó con nhất định phải làm thiên thần xinh đẹp nha. Với lại con ở trên đó nhớ cho mẹ xin số. Con cũng không còn nữa thì con giúp mẹ phần nào nhé con. Gina, từ bây giờ trở đi chúng ta sẽ biến thế giới này trở thành thế giới của chúng ta nghe. Không cần phải giả vờ hay là giấu giếm, khiến cho bản thân thấy xấu hổ để làm cho mọi người chấp nhận chúng ta. Đó là chuyện mà họ chắc chắn phải làm và nhận ra được giá trị thật của chúng ta. Giá trị thật của chúng ta. Ủa nè Thốp, ôm bây giờ sao rồi? Cổ mệt quá cho nên đi ngủ rồi. Ít ra thì có mọi người coi chừng cũng đỡ hơn nhiều. Mà nè, tối nay á mình về luôn hả? Để mình nói với lại chế chiểm. Đi đây. Hả? Gì nữa đây? Tiền đồ tang, tiền hôm, với lại tiền bảo trì chùa nữa. Tiền bảo trì chùa hay là mình để sau đi được không? Bây giờ chế chỉ còn đúng 3.000 thôi à. Tiền bảo trì không sao, có sư thầy trong chùa, với lại mẹ, hai người vốn là bạn thân từ hồi nhỏ mà. Mẹ đã nói chuyện rồi. Xin khi nào chúng ta có tiền á thì trả sau. Dạ. Thiệt tình. Phải làm sao đây Thớp? Họ có vẻ đang cần tiền lắm đó. Ấy, hay là ngày mai chúng ta đi chung xe với bác Lớt đi. Bác ấy về Bangkok để làm gì? Bác ấy nói với mình á sẽ chạy vòng vòng ở đây. Nhưng mà mình nghe nói ở đây đâu có ai cho thuê xe khách đi nữa đâu.
Dù sao ôm cũng sẽ quay về Bangkok, có gì để cho cô ấy đi cùng với bác lớp luôn. Ồ. Phen khách giúp ôm coi chân nhà nha. Được rồi. Nè mẹ đâu cha ơi. Hả? Nếu như mà mẹ có chuyện gì gấp thì mẹ sẽ gọi cho con đó nghe. Chỉ cần một cuộc con sẽ có mặt liền hè. Ừ. Được rồi. Nhanh đi. Đứng đó tới khi nào? Lên xe đi kìa. Dạ. Lên xe, lên xe, lên xe đi. Lên xe đi. Thôi lên xe. Đi chơi thôi. Nè. Nè nè lời mẹ cho nhảy khỏi lên đi, lên nè. Bên bên em đi. Lên xe đi tụi bay đó nha. Lên ghế trước đi. Hai lời mẹ của bà lời mẹ. Túi của mẹ nè, mẹ cầm đi, có chừng quên đó. Thiệt tình. Nào. Giữ gìn sức khỏe nghe ôm. Nè, đừng có dành ăn với chó nha. Rồi. Trời đất ơi, không có chuyện đó đâu. Bye bye ơi, bye bye nghe. Bye bye, bye, bye. Bye, bye. Một tấm nữa nha. Tấm nữa. Tấm hơn nha. Rồi. Cho tôi xin phép chút xíu nha. Phiền chị quên tí xíu à. À, xin lỗi. À, mệt không vậy? Cô bên này. Thì cũng quen rồi. Chị Phân ơi, chị Phân. Con bêm bêm. Về Bangkok rồi chứ gì? Quá, wow, nhanh dữ. Dù bọn họ có về cũng không cần thiết phải sồn sồn lên như vậy. Em nghĩ các bọn bêm bêm sẽ chuẩn bị đi diễn lại đó chị. Tụi nó không ở đây được lâu đâu. Tụi nó tự mình xin nghỉ còn gì. Quay lại khác nào tự làm nhục. Chắc chị nó muốn biểu diễn tí xíu thôi à. Lúc cấp hả? Mẹ sợ quá con. Trời ơi, mẹ đừng có nói như vậy mà mẹ. Ơi làm hết hồn rồi. Chết. Ta-tan. Đến đây sẽ là ngôi nhà mà cả đám chúng ta vô ở. Nhìn đi, căn nhà lớn không nè. Đây là căn nhà của cô, của thím, của bác, của chế. Tại vì bà ấy không có ở chỗ này thường xuyên nên mới cho thuê lại. Sẵn sàng hết chưa? Chúng ta mau vô trong khám phá căn nhà mới. Chế dẫn đường cho. Vô đi. Ôm mà làm sao đây? Thôi đi. Để lên. Rồi. Đi tin chế đi, không đặt niềm tin làm người đâu mà. Chế à, chế có chắc không vậy? Chắc hơn bắp luôn á. Sao tới thùi không thấy gì hết vậy? Ui, không có đèn tất nhiên là không thấy gì rồi. Chế à, không thấy gì hết. Chế. Đây. Ôi, trời ơi. Mọi người cứ yên tâm ở lại đây. Không có ba cái truyền thuyết quỷ quái gì đâu. Thiệt á, không có chuyện gì đâu. Tự nhiên ở đâu phóng ra vậy má ơi. Đứng tìm luôn đó. Thôi, được rồi, tối nay mình ngủ ở đây đi ha. Ở đây có tổng cộng 3 phòng lận á. Phòng trai, phòng gái, phòng bên đây. Ngủ riêng ra, đừng có ngủ chung như chưa. Thôi chế đi trước á. Chế không chịu nổi. Trời ơi. Chế. Nè chế chịu. Lên bỏ tụi em nữa ra ngoài. Ê nè. Nè Chờ mình. Mình sợ. Chờ mình đi. Mình sợ. Quyết định có đúng không? Có khi ở lại chùa còn tốt hơn đó. Đi thôi. Ôi. Trời giúp mẹ với con. Mẹ sợ. Nè. Vậy á. Thôi tôi xin phép nha. Viết Bắt Lướt, nó bị sao vậy? Chắc bị say xe rồi. Chắc là buổi tối hôm nay phải ngủ ở đây rồi đó. Ê nè, từ từ thôi. Vừa rồi anh định nói gì vậy? Tôi định nói là, nhưng mà thôi đã trễ rồi. Tôi với lại Viết
có thể ở một đêm không? Anh cứ tự nhiên đi. Cảm ơn nha. Trời thớt. Ừ. Có chuyện gì vậy? Nè, đứng đó đi. Hả? Nè, tôi nói là anh đứng đó đừng có lại đây mà. Mặt của cô đang đỏ lên kìa, cô bị bệnh hả? Nè nè anh. Xin phép nha. Cô làm sao vậy? Đâu có bị sốt đâu. Mà sao cô thức khuya dữ vậy hả? Tôi xuống đây lấy nước uống thôi. Vậy sao anh lại xuống đây chứ? Tôi tính đi tắm nhưng mà không có nước, cho nên tôi xuống đây kiểm tra. Chắc là vòi nước bị hư rồi thì phải. Để coi coi. Là công tắc có vấn đề thôi. Tôi đi tắm trước đây nha. Trời cũng tối lắm rồi đó. Chúc anh ngủ ngon nha. Ngủ ngon nha. Chúc anh ngủ ngon. Mình bị cái gì vậy chứ? Chừng nào mày mới kiếm được đàn ông về để phụ giúp chúng ta vậy? Lúc cóp à? Dạ. Đây là hoa gì vậy con? Trời ơi, ai mà biết được. Ôi, nhìn đẹp quá con. Trời ơi, coi chừng là hoa ăn thịt người đó nghe. Đây, để mẹ cắm vô bình nha. À, dạ được. Ôi, lao cái sàn này 3 lần rồi đó. 3 lần luôn đó nghe. Mệt ghê luôn á. Ôi, là nhóm nhảy bỏ râm mà. Anh Thóp. Sao anh dậy sớm vậy? Ai dạ? Có phải chúng tôi đánh thức anh không? À không, tôi á. Đi rửa mặt cái đã nha. Trời ơi, anh Thóp. Anh Thóp. Ê nè 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 nè. Đi đâu vậy hả lúc cướp? Thì đi giúp cho ảnh đó. Tém tém là đi bà. Đừng để anh ta ghét mình thêm nữa được không vậy? Đi thôi đi thôi. Cô giỏi thiệt đó. Giỏi cái gì đâu.
Mấy đứa con gái dưới quê ai mà không biết nhóm than chứ. Ủa, thời này sao không dùng bếp ga mà lại dùng than nữa? Cũng có, nhưng mà dùng than nướng đồ ăn á vẫn ngon hơn là nướng bếp ga mà. Ừ. Cô đang làm gì đó? Tôi mới hái được ít rau ở ngoài hàng rào đó. Làm ít sốt ớt xong trộn với rau ăn ngon lắm luôn. Nè, bữa ăn này không có tốn gì hết, ngoài ít gạo này thôi. Để tôi giúp. Kiếm nồi cơm điện giùm tôi đi. Thôi để tôi tự làm cho. Tôi làm được mà, hồi ở ký túc xá tôi từng làm rồi. Tổng cộng có bao nhiêu người? Không phải, tôi không có nồi cơm điện. Bản quyền phim Quân Hạ Tầng tại Việt Nam thuộc công ty truyền thông Hỏa Thủ.